Thanh Huy này, thời gian qua thì mỗi khi nghe những cái tin tức về vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và an toàn vệ sinh thực phẩm thì Thanh Hải cảm thấy rất là lo lắng, và hiện tại thì Thanh Hải cũng đang tìm mua một sản phẩm máy lọc nước để đảm bảo cái vấn đề nước uống trong gia đình. Không biết là Thanh Huy có gợi ý nào cho Thanh Hải cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình không? Có thể nói nước hiện nay được xem là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là những cái vấn đề nổi cộm như là ô nhiễm nguồn nước. Chính vì thế những cái giải pháp tìm đến những nguồn nước sạch, thiết bị lọc nước hiện đại đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày nay đang là nhu cầu mà mọi người cùng quan tâm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thiết bị lọc nước phù hợp cho gia đình bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây thì việc sử dụng máy lọc nước đã trở nên khá phổ biến đối với đa số người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa hiểu được cách lựa chọn máy lọc nước như thế nào cho phù hợp, cũng như là bảo quản và sử dụng như thế nào cho đúng cách. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với anh Ngô Thành Tâm, kỹ thuật viên của Kangaroo, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin chào anh Tâm. Vâng, thưa anh, để lựa chọn một cái máy lọc nước thì chúng ta dựa trên những tiêu chí nào ạ? Đó là một cái máy lọc nước có thể mang lại cái nguồn nước sạch và tốt cho gia đình. Tiêu chí thứ hai là có thể đáp ứng được cái giá thành nó mềm, nó rẻ đến ra người tiêu dùng. Dạ, đó là cái tiêu chí cuối cùng, đó là loại bỏ được tất cả các tạp chất gây lão hóa cho cơ thể. Những cái dòng lọc nước phổ biến bây giờ thì nó chỉ là những công nghệ bình thường. Riêng hàng Kangaroo nó mới ra những cái dòng công nghệ mới, nó là hydrogen. Nhưng mà theo anh cũng biết rồi, hydrogen thì hiện tại các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc thì người ta đang rất là chú tâm vào vấn đề nước có hydrogen. Tại hydrogen nó giúp loại bỏ được tất cả các tính năng gây lão hóa đến cơ thể. Cái thứ hai nữa là nó tạo được cái khoáng chất làm mềm nước để người ta có thể hấp thụ được nhanh hơn. Trước đây 10 lít nước lọc tinh khiết thì nó sẽ giảm đi hết 7 lít nước thải và chỉ lấy được 3 lít nước lọc tinh khiết. Sau này thì hydrogen nó ra cái dòng lõi lọc RoboTech thì cái lượng nước thải nó sẽ giảm đi được 75%. Là ví dụ như 10 lít nước lọc tinh khiết thì mình lấy được là 7,5 lít nước tinh khiết, còn lại giảm ra 2,5 lít nước thải. Vâng, thưa anh, đối với những gia đình đã sử dụng máy lọc nước rồi thì bảo quản như thế nào cho đúng cách ạ? Dạ, hiện tại cách bảo quản của nó thì rất đơn giản thôi. Trong cái bộ phận máy lọc nước thì nó có 3 cái loại cơ bản, 1, 2 và 3. Trường hợp muốn kéo dài tuổi thọ của một máy lọc nước trung bình trên một cái lõi này, tùy cái lượng nước của gia đình sử dụng, nguyên tắc của nó là 3 tháng mình sẽ thay lõi một lần. Trường hợp cảm thấy cái đường nước nhà mình nó bị phèn hoặc là bị rong rêu quá nhiều thì mình nên khuyến cáo tầm khoảng 2 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi gì đó mình thay một lần, thì cái tuổi thọ của những cái lõi sau này nó sẽ kéo dài ra rất là nhiều. Cái lõi đó là cái vấn đề đơn giản. Dạ đúng rồi. Đây là trong những cái dòng lõi. Trong sản phẩm thì thường là đi kèm với bao nhiêu cái lõi này? Hiện tại Kangaroo nó đưa ra sản phẩm trên thị trường là những dòng ví dụ như HA, HB, 9 lõi và 10 lõi. 10 lõi này là cái sản phẩm mới, hiện tại là mới. Hiện tại dòng này là 10 lõi. Và muốn tăng cái tuổi thọ cho máy, và muốn cái đường nước mình ổn định thì mình nên khuyến cáo là thay 3 cái lõi này thường xuyên. 3 cái lõi này là 3 cái lõi cơ động. Muốn kéo dài cái tuổi thọ trên những cái dòng lõi cấp cao hơn thì mình nên để ý cái đường nước thôi. Cái đường nước ví dụ như mà nước nhà mình quá phèn quá nhiều, đó là lưu ý. Những trường hợp mà phèn nhiều quá thì mình nên thay tầm khoảng 1 tháng thì mình thay một lần. Và chi phí những cái lõi này rất là rẻ, nó không cao, tầm khoảng 70 đến 50 ngàn hiện tại. Nhưng mà lõi thường thì nó 20-30 ngàn một cái thôi. Thì mình thay càng nhiều thì cái tuổi thọ những cái lõi sau nó sẽ kéo dài ra. Cái thao tác để thay nó có phức tạp không ạ? Dạ, rất là đơn giản anh. Anh chỉ việc mở cái cốc lọc này ra như thế này. Bỏ cái lõi mới vào. Bỏ cái lõi mới vào. Dạ. Rồi, mình gắn lại. Còn những cái dòng lõi thứ hai và thứ ba thì nguyên tắc của lõi thứ hai là 6 tháng mình phải thay một lần. Lõi thứ ba nó cũng vậy. Nhưng trường hợp đường nước nhà mình nó tạp chất nó quá nhiều thì mình nên thay những cái lõi này thường xuyên hơn, chứ không thì 6 tháng hoặc là 9 tháng. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ.